Dạ thưa thầy, con mới lại. Ok thầy. Thầy trả bài cho con có đi, con chưa trả bài. Con học trễ mà. Dạ thưa thầy, con quên. Đây là chữ O, mày muốn nhớ chữ này nha. Dạ, chữ O. Đúng không thầy? Đúng. Rồi thầy tiếp tục đi thầy. Cầm cái thước này chỉ cho con ơi. Đâu mày nè. À dạ, vậy con học chữ tiếp theo đi thầy. Chữ này chữ gì? Dạ. Con cô là chữ gì? Ô. Dạ ô. Đúng. Chữ gì? Chữ lá cầu Việt Nam là chữ gì? Chữ gì nói đi. Con quên rồi. Vậy, 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 vậy mới cắt rồi, rồi đi ngang, rồi đi học giờ thấy lá cờ Việt Nam không? Cái này là cờ nha. À, đi học về thấy lá cờ là phải nhớ chữ cờ đó thầy. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi tiếp đi thầy. Này chữ gì? Này chữ gì? Chữ R. Không phải. Dòng. Ủa dòng mày nói gì? Chữ rồng. Rồng gì? Cái này chữ đó chữ rồng. Ô ngờ ông rồng rồng nguyền rồng. Rồng rồng rồng. Nhớ nha. Dạ. Rồi chữ dưới là gì thầy? Chữ dưới này chữ gì? Con dê nó kêu cow. Kêu dê hả? Có biết đâu. E. Nhà không có nuôi dê. E e hả? Vậy là chữ gì thầy? Chữ E. E đâu thầy? Thầy chỉ cho con ơi. Nè. Dạ rồi chữ kế bên chữ E là chữ gì thầy? Sẽ giống vậy. Chữ gì thầy? Có cái giống kinh này lắm này không? Dạ giống. Gọi là gì thầy? Mẹ nói đi mẹ. Chữ E. Chữ này chữ E nha. Dạ. Rồi cái này cái gì? Dạ thưa thầy con quên rồi. Chữ 10 nha. Chữ hay số thầy? Cái đó chữ hay số? Chữ. Số. Số. Số mấy thầy? Số 10 nha. Dạ. Ở trên là số 10 là số nào thầy chỉ con ơi? Số 10 là này hả thầy? Không phải, cái đó là 10. Cái đó là mấy? Ơi, dính tay rồi, con xin lỗi thầy. Số 10 là số nào thầy? Không, thầy không quýnh con đâu, lỡ cũng dễ lại. À, dạ cảm ơn thầy. Thầy thì rộng lượng. Con chưa biết số 10 thầy. Dạ, gửi dưới là số mấy vậy thầy? 01. Dạ hả? Rồi, con cảm ơn thầy. Thầy. Thầy dạy con nhớ bài luôn. Cảm ơn thầy nhiều lắm nha. Ok. Thầy giờ mình đi đâu vậy? Mình đến giờ gì vậy? Đến giờ ăn cơm rồi. Dạ. Vậy con giờ con đi ăn cơm nha. Ok. Bye thầy. Bye thầy nha thầy.